Tôi là Vũ Ánh Nguyệt, thường được gọi với cái tên thân mật mà tôi rất thích là Nguyệt VA. Nếu chúng ta đã từng biết nhau thì hẳn bạn đã biết tôi sa đà và bánh trái như thế nào. Tôi đã có dịp gặp gỡ và chia sẻ với các bạn rất nhiều điều về đam mê bơ, bột trên fanpage Baking Fun. Tôi cũng đã có cơ hội chia sẻ với các bạn rất nhiều công thức bánh mà tôi yêu thích trong những cuốn sách của mình như Hành Trình Bếp Bánh hay Mùi Của Bếp. Dịp trung thu năm nào tôi cũng hối hả bận rộn với những lớp bánh trung thu từ cơ bản tới nâng cao, được dạy tại nhà hay là tại một số những cái xưởng bánh khác. Năm nào cũng vậy, tôi mong muốn được gặp gỡ và chia sẻ với tất cả các bạn những công thức bánh trung thu truyền thống với những loại nhân mà tôi tâm đắc nhất, mà khi người thưởng thức nó một lần sẽ nhớ mãi không quên. Tuyệt vời khi chúng ta đã tìm được cách kết nối với nhau thông qua khóa học online này. Vì đây là khóa học trực tuyến đầu tiên của Nguyệt, cho nên là Nguyệt sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng trông đợi của các bạn. Cùng tôi, bạn sẽ biết cách chuẩn bị mọi thứ để làm ra những chiếc bánh trung thu ngon nhất ngay tại căn bếp của nhà mình. Biết nên sắm sửa gì cho hành trang làm bánh trung thu. Biết cách nấu nước đường, bánh nướng lên sóng sánh và để lên màu đẹp nhất. Biết cách làm vỏ truyền thống và vỏ bánh biến tấu theo ý của bạn. Biết cách làm nhân nhuyễn cơ bản và từ đó bạn có thể sáng tạo ra những cái loại nhân vừa với khẩu vị và sở thích của mình hay khách hàng. Và bạn sẽ cùng tôi xên và hoàn thành những loại nhân mà trong quá trình dạy trung thu cơ bản tôi đã được feedback rất là tích cực, như là nhân cốm sữa dừa, nhân chuối nướng cốt dừa hay là nhân chanh leo hạt chia. Hoàn thiện những chiếc bánh trung thu thật ngon từ công thức bánh và nhân đã được học. Trong căn bếp của mình thì tôi luôn mong muốn làm ra những cái vẻ bánh ngon nhất. Và tôi tin rằng các bạn cũng vậy. Các bạn chắc chắn cũng sẽ mong muốn rằng làm ra được những cái mẻ bánh rất là ngon, để người thưởng thức nó sẽ cảm nhận được hương vị và đầy tình yêu thương của các bạn. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm bánh trung thu của tôi.